Rồi, rất vui được chào đón anh em đã tiếp tục quay trở lại với kênh của Alarm Audio. Trước mắt anh em là một sản phẩm âm ly mang thương hiệu Puler, có model là SA8900MPS để gửi cho bạn khách ở trong Vũng Tàu nhé. Máy thì trong tình trạng rất là đẹp rồi, em cũng đã gửi ảnh chi tiết cũng như là thông báo số series để cho anh ấy xem. Đấy, anh này thì cũng là một anh khách quen đã từng mua Equalizer của bên em. Đấy, thì hôm nay lại tiếp tục quay trở lại và ủng hộ bên em một sản phẩm âm ly mang thương hiệu Puler 8900 nhé. Đấy, sản phẩm này thì bên em đang bán ra với giá là 5 triệu. Đấy, anh em quan tâm thì có thể liên hệ với bên em. Hàng thì em bao đẹp, bao di. Đấy, em này đi chạy 8 sò sắc, rất là đẹp. Đấy, 8 sò nhé, em này thì hơn hẳn em 8800 là 4 sò. Đấy, anh em nhìn này, đây là 8 sò trên dưới mỗi bên 4. Đấy, máy thì rất là đẹp nhé, vừa đẹp vừa khô. Cái này thì có công suất tiêu thụ là 140W. Em sẽ đọc lại cái số series, vì em này là cái số series nó dập bằng nhôm. Đấy, thì em chỉ đọc 4 số cuối thôi, 1, 2, 3, 4, 1 nhé, 5 số và có chữ M cuối cùng. Thông tin này điện 100, công suất tiêu thụ là 140W model. Em này thì có thể đánh được từ 4 ôm đến 16 ôm nhé. Đấy, hiện giờ thì em có cả 8900, 25 mã. Anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại em đang để sẵn ở trên bảng. Đây là lóc cái dòng này thì luôn luôn là phớt lại sơn cho nó đẹp, vì là lóc sắt tuổi thọ của em nó cũng mấy chục năm rồi nên là phớt lại cho nó sạch nhé. Anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại em đang để sẵn trên bài nhé. Các bác xem video cho em xin một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh để tăng cái lượng tương tác của kênh giúp em. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Em xin phép dừng clip tại đây. Chào anh em.